Trân trọng kính chào quý vị đến với kênh Thời sự và Giải trí. Kênh xin kính gửi tới quý vị nội dung. Trung Quốc rào 113 điểm cấm hàng Việt, nhưng mở lối mòn để xuất ngược Việt Nam. Theo nhà báo Thế Hưng, kính mời quý vị cùng theo dõi. Tình hình vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm diễn ra ngày càng phức tạp chủ yếu là các mặt hàng may mặc, rượu bia, nước giải khát, thuốc lá, pháo nổ. Tình trạng này theo đại diện của Cục Quản lý Thị trường Lạng Sơn là do nhiều yếu tố, trong đó có cả những yếu tố nhạy cảm. Đó là chia sẻ của ông Nguyễn Văn Trường, quyền cục trưởng Cục Quản lý Thị trường tỉnh Lạng Sơn trong buổi tổng kết của Tổng cục Quản lý Thị trường tại Hà Nội. Cụ thể hơn về những khó khăn tại điểm nóng về chống buôn lậu như Lạng Sơn. Ông Trường chia sẻ, trên địa bàn vẫn xảy ra tình trạng buôn bán, vận chuyển hàng lậu, hàng cấm, hàng giả từ biên giới về các tỉnh nội địa. Tồn tại này vẫn còn phát sinh là do nhiều nguyên nhân khác như là nhu cầu tiêu dùng một số sản phẩm cao trong sản xuất trong nước không đáp ứng được. Bên cạnh đó, người tiêu dùng vẫn chấp nhận tiêu thụ những sản phẩm là hàng giả không rõ nguồn gốc. Việc buôn bán những nhóm hàng hóa vi phạm mang lại lợi nhuận cao nên các đối tượng vẫn cố tình vi phạm. Ông Trường cho biết thêm. Bên cạnh đó, đặc thù biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc cũng ảnh hưởng nhiều tới công tác chống buôn lậu hàng giả. Bởi, theo quyền Cục trưởng Quản lý Thị trường Lạng Sơn, Lạng Sơn có tới 230 km đường biên giới giáp với Trung Quốc. Không những vậy, Địa hình Trung Quốc ở trên cao. Chúng ta ở dưới nên các kho hàng nước bạn đặt sát biên giới sẽ thuận tiện cho việc mang vác, vận chuyển. Phía Trung Quốc đã tiến hành rào 113 điểm trải dài tại nhiều tuyến đường biên giới để ngăn chặn hàng hóa của chúng ta mang qua đường mòn lối mở. Hiện nay theo thống kê của chúng tôi, có tới 147 điểm có thể đấu nối với các phương tiện vận tải để vận chuyển hàng hóa qua biên giới. Ngoài ra thì bất cứ điểm nào ở biên giới cũng có thể mang vác vận chuyển hàng qua, quyền cục trưởng cho biết thêm. Đây vừa là thuận lợi cho giao thương nhưng cũng là khó khăn lớn khiến việc ngăn chặn hàng lậu trở nên khó khăn. Không những thế, theo đại diện cục quản lý thị trường lạng sơn việc truy bắt các đối tượng đầu lậu hiện gặp nhiều khó khăn do công nghệ phát triển mọi việc buôn bán đều thực hiện từ xa các đối tượng bị bắt giữ trên địa bàn đa phần toàn là các đối tượng bê vác làm thuê chính các đối tượng này lại là những người chống trả quyết liệt ngoài những khó khăn trên quan điểm nhận diện hàng hóa giữa việt nam và trung quốc hiện đang khác nhau đây cũng là một khó khăn mà không chỉ quản lý thị trường lạng sơn mà nhiều nơi khác cũng đang gặp phải ví dụ như mặt hàng nông sản đại diện quản lý thị trường lạng sơn cho biết chúng tôi tạo điều kiện cho mặt hàng nông sản của bà con nông dân xuất qua đường mòn lối mở nhưng phía bạn lại đào hào và rào kiên cố mỗi km rào của họ có giá trị lên tới 7 đến 8 tỷ đồng để ngăn chặn hàng của ta. Nhưng ngược lại, họ lại mở các lối mở để tạo điều kiện xuất hàng hóa của họ đưa vào Việt Nam, mà đặc biệt là trong dịp gần Tết, nhu cầu hàng hóa của người dân tăng cao thì tình trạng này diễn ra lại càng nóng hơn. Đại diện quản lý thị trường chia sẻ thêm. Gần đây, những hình ảnh về việc hàng lậu được vận chuyển dễ dàng qua biên giới cách không xa cửa khẩu Tân Thanh, xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng, Lạng Sơn, ngay giữa ban ngày, đã phản ánh rõ những gì đang diễn ra ở tuyến biên giới này. Thế nhưng, điều đáng nói, đồi keo, nơi vận chuyển hàng qua biên giới, chính là địa phận thuộc cánh gà cửa khẩu Tân Thanh, chỉ cách chi cục hải quan và đồn biên phòng Tân Thanh, Lạng Sơn, trên dưới 2 km việc xử lý các cán bộ thiếu trách nhiệm theo ông Đàm Thanh Thế tránh văn phòng thường trực ban chỉ đạo chống buôn lậu hàng giả dạ, hàng nhái và gian lận thương mại quốc gia ban 389 thì vừa qua tư lệnh biên phòng Lạng Sơn rất quyết liệt cắt chức hạ sao mới chỉ huy đơn vị liền khi đó tình trạng đường mòn lối mở hạn chế hẳn năm 2018 lực lượng quản lý thị trường cả nước kiểm tra 155.583 vụ, phát hiện xử lý 91.867 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách nhà nước 490,27 tỷ đồng, ước tính trị giá hàng hóa tịch thu chưa bán lên tới 92,5 tỷ đồng. Kính thưa quý vị, vừa rồi là nội dung Trung Quốc rào 113 điểm cấm hàng Việt nhưng mở lối mòn xuất ngược Việt Nam, theo nhà báo Thế Hưng, đến đây là kết thúc xin trân trọng cảm ơn quý vị đã theo dõi kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những nội dung sau